Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Người phụ nữ ngực trần tiếp tục thả rồng vòng bà gây nhức mắt, lập tức nhận về vô vàn gạch đá đủ xây lâu đài. Trước những lời chỉ trích kịch liệt từ cộng đồng mạng, người phụ nữ tiếp tục khoe vòng bà nóng bỏng bằng chiếc quần tất mỏng tang như giấy. Người phụ nữ có tên LBC, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi phong cách ăn mặc không giống ai. Dù đã có gia đình song đi bất cứ đâu, chị C cũng tự tin khoe vòng một nô mà không cần đồ bảo hộ. Mới đây, có vẻ như chán khoe vòng một thả rồng của mình, LBC lại có chiêu thức gây chú ý mới khi khoe vòng bà của mình. Điều đáng chú ý lần này, cô chỉ mặc quần tất giấy mỏng tang, thậm chí bên trong không hề mặc nội y. Việc chụp góc máy từ đằng sau hất phía lên trên để khoe vòng bà của mình càng khiến cho dân mạng ném đá chỉ trích không ngừng. Đáp lại cộng đồng mạng, chị C vẫn vô tư và chia sẻ quan điểm của mình: đừng thay đổi mình vì người khác, vân vân, vì chính mình là kiệt tác. Có thể thấy người phụ nữ mặc kệ những lời bàn tán chỉ trích của mọi người vẫn tiếp tục diễn trang phục phản cảm. Cô cho rằng mình sẽ không thay đổi gu ăn mặc để chiều lòng người khác bởi cơ thể cô là một kiệt tác. Dù rằng xã hội ngày càng cởi mở hơn trong việc tiếp nhận gu ăn mặc của chị em, thì với nỗi ăn vận kể trên, người phụ nữ ở Sài Gòn vẫn bị coi là khó chấp nhận. Người phụ nữ này thường xuyên ra trốn đông người cùng chồng và cậu con trai với trang phục Lobara. Được biết, trên trang cá nhân, người phụ nữ này thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, ăn uống, làm việc. Nhưng điểm đặc biệt của người này không hề mặc áo ngực. Vừa mới đây, cô này vô tư thả rồng vào một đứng check-in tại đền Ngọc Sơn, khiến cho nhiều người phẫn nộ. Thậm chí trong chuyến du lịch Sapa và dịp Tết Dương lịch, chị Sê bất chấp thời tiết lạnh giá của miền Bắc, vô tư mặc váy khoét lưng, khoét ngực đầy phản cảm. Người phụ nữ không mặc áo ngực khi đi đền Ngọc Sơn đã gây phẫn nộ. Thậm chí trước cái rét căm căm ở Sapa, người phụ nữ cũng ăn mặc mát mẻ như vậy. Có lẽ biết trước sẽ nhận phải gạch đá từ cộng đồng mạng nên chị Sê đã nhanh tay khóa phần bình luận lại. Dù không thể bình luận trên bài đăng gốc, nhưng những bức ảnh này sau đó đã được chia sẻ trên một số hội nhóm và nhận về rất nhiều sự bức xúc và phẫn nộ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.